Sáng 8 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử vợ chồng Mai Nữ Lan Ngọc, 42 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn và Huỳnh Phước Tuấn, 41 tuổi, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, cuối năm 2019, bà Nguyễn Thị Bích Chi, trú quận Hải Châu, mua lô đất A2.1 khu đầu cầu Tuyên Sơn, có diện tích gần 4.000 m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Đào Duy Phương với giá 280 tỷ đồng. Ông Phương là em ruột của bà Đào Thị Như Lệ, thời điểm đó đang bị khởi tố điều tra. Bà Chi đã đặt cọc cho ông Phương 135 tỷ đồng và lập hợp đồng đặt cọc có công chứng. Do bà Lệ bị bắt, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng có văn bản gửi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng về việc tạm dừng giao dịch lô đất trên nên không thực hiện tiếp quá trình mua bán. Cuối năm 2020, thông qua Trương Thị Huyền, trú quận Thanh Khê, vợ chồng Ngọc đến nhà bà Chi đặt vấn đề mua lô đất trên. Bà Chi nói đất đã bị phong tỏa, không cho mua bán, nhưng vợ chồng Ngọc nói dối và cam kết là có quan hệ, có khả năng lo lô đất trên được mua bán. Tại nhà bà Chi, Ngọc viết giấy xác nhận số tiền 20 tỷ đồng để lo thủ tục pháp lý của lô đất trong vòng 15 ngày được thực hiện mua bán công chứng, nếu không được sẽ trả lại tiền cho bà Chi. Sau khi lô đất trên được chuyển nhượng, vợ chồng Ngọc sẽ mua lại với giá 400 tỷ đồng. Tin lời vợ chồng Ngọc, bà Chi đã chuyển khoản 20 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Ngọc không sử dụng để lo thủ tục cho lô đất như cam kết mà mang đầu tư kinh doanh, trả nợ, tiêu xài. Sau khi trả lại một nửa, vợ chồng Ngọc còn chiếm đoạt của bà Chi 10 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Bùi Thị Ái Liên, trú quận Hải Châu, tố cáo vợ chồng Ngọc chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng. Theo đó, do cần tiền để kinh doanh, thông qua Nguyễn Đức Phú Cường, trú Đà Nẵng và Trương Thị Huyền, Ngọc đã gặp bà Liên và nói dối là cần số tiền trên để trả nợ cho công ty Thái Linh Châu, do Tuấn làm giám đốc, vay tại ngân hàng Bản Việt. Bà Liên đồng ý cho vợ chồng Ngọc vay tiền, có hợp đồng, công chứng. Sau khi nhận tiền, Ngọc đi mua bán đất dẫn đến thua lỗ hết. Cáo trạng cáo buộc Ngọc và Tuấn đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền 14,5 tỷ đồng của hai bị hại. Trong phần xét hỏi, Ngọc khai lúc đầu muốn mua lô đất nhưng vì chờ pháp lý không được nên mới nói với bà Chi là lo được thủ tục. Tòa truy tiếp, bị cáo có biết lô đất bị phong tỏa, không thể mua bán. Ngọc thừa nhận là biết nhưng nghĩ cũng có nhiều quan hệ nên làm được. Bị hại là bà Chi khẳng định ngay từ đầu khi gặp vợ chồng Ngọc, bà đã nói rất rõ lô đất đang bị phong tỏa. Tuy nhiên, vợ chồng Ngọc nói có quen người ở Bộ Công an, lo được với giá 20 tỷ đồng. Tôi nói nếu chạy được thì trong 15 ngày, bởi tiền ni tôi phải đi vay. Vợ chồng Ngọc kêu, yên tâm, lo được. Hội đồng xét xử cũng đánh giá hành vi của bị cáo là có ý định, ý thức gian dối ngay từ đầu lừa 20 tỷ đồng. Trưa cùng ngày, sau khi hội ý, tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi gian dối của các bị cáo nhằm chiếm đoạt 20 tỷ đồng của bà Chi, không phải 10 tỷ đồng như cáo trạng truy tố, còn có sự giúp sức của những người liên quan trong việc chiếm đoạt tiền của bà Liên.